Khi mà mình sống trong quá khứ nhiều quá, đó là bệnh trầm cảm. Nhưng mà khi mà mình hướng về tương lai á, mà chưa đến á, nhiều quá, thì mình đã sống trong lo âu. Trước đó khi mà mình bị bệnh á, mình không biết được á, là cái điện thoại á, nó rất là quan trọng. Giống như mình không biết có nhiều bạn hiện giờ đang có vấn đề đó hay không, có bị chứng rối loạn lo âu hay không bị chứng rối loạn lo âu, thì các bạn cũng bị một cái thói quen, có nghĩa là buổi sáng là phải thức dậy một cái á, là vơ cái tai qua chụp lấy cái điện thoại và bắt đầu á, là mình check email, mình lên Facebook, giống như là làm theo một cái thói quen thôi. Thứ thực chất ra có đôi khi nó không phải là công việc, nhưng mà nó vẫn là một cái thói quen. Sau đó đó thì mình có nhìn những cái thói quen của mình là nhanh thức dậy, nhanh đi ra làm cà phê, nhanh ăn một cái gì đó, nhanh đi vào tắm, nhanh đi xuống lấy xe chạy đi vào công ty. Cũng là con đường đó, cũng là hành động đó, cũng là một cái thói quen đó, ngày này qua ngày nọ cứ lặp đi lặp lại một cái thói quen. Giống như mình chưa bao giờ mà mình để cho bản thân mình nghỉ ngơi, chưa bao giờ mà mình take time, mình slow down, mình có thể là chậm lại á, sống chậm lại một chút xíu. Và cái này á là một cái vấn đề khá là quan trọng nha, khá là lớn. Vì đối với mình á, anxiety là gì? Là sự lo lắng. Và những cái người không nói hơn, tất cả những người có vấn đề rối loạn lo âu á, là đều nhanh hết. Nhưng mà là đa phần, cái chữ anxiety thì nó nói lên cái chuyện mà mình rất là nhanh. Mình là một cái người rất là nhanh trong công việc, rất là nhanh trong ăn uống, rất là nhanh trong đi đứng, tất cả luôn á. Vấn đề của mình đây á, là khi mà mình muốn phục hồi chứng rối loạn lo âu á, là mình phải học làm sao mà sống chậm lại. Giống như là chậm lại từ từ, ăn cũng chậm lại, nói cũng chậm lại, và suy nghĩ càng phải chậm lại nữa. Và những cái thói quen của mình, chẳng hạn buổi sáng bây giờ nó đã khác rồi. Thói quen của mình bây giờ buổi sáng là mở mắt ra, mình phải để lên một cái clip thiền hoặc là một cái gì đó để mình nghe về cái sự tích cực đó, và nằm yên để mà thả lỏng cơ thể của mình trong vòng 15 phút. Ít nhất là 15 phút để cho mình tập làm quen với mọi việc xung quanh mình, trở về thực tại một chút xíu. Rồi xong sau đó là hồi hôm bữa mình có nói là viết nhật ký, hay là mình có thể là plan, có thể là lập ra một cái dự tính là hôm nay tôi muốn làm gì, hôm nay tôi muốn đi đâu. Giống như là mình nhìn tới cái tương lai, là mình cho mình một cái gọi là cái plan á, ra một cái plan để mình biết là mình sẽ làm gì. Cái vấn đề của mình khi mà mình bị rối loạn lo âu và sợ hãi đó là vì mình không có quan tâm đến cái nhu cầu và những cái mong muốn của đứa trẻ bên trong. Thì cái đứa trẻ bên trong á, cái cách mà nó communicate, có nghĩa là nó kết nối với mình á, là qua những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ mà nó lọt vào đầu mình, hay là những cái emotion, những cái cảm xúc, hay là những triệu chứng. Đó là tất cả những gì mà cái đứa trẻ bên trong nó muốn kết nối với mình. Thì những triệu chứng nó chính là cái sự kết nối đó. Giống như là một đứa trẻ nó đang kết nối và nó muốn cho mình biết được là ok, hồi xưa lúc mà chẳng hạn như nó ngủ thức dậy đi, không có ai bên cạnh, mọi người chung quanh đều nhanh chóng làm cái này làm cái nọ làm cái kia, người này làm bận này, người kia bận kia, ba bận cái này, mẹ bận cái kia, không ai quan tâm cái đứa bé hết, không ai take time, không ai cho nó thời gian hết. Thì cái đó là một cái kỷ niệm, một cái ký ức tồi tệ. Và bây giờ khi mà bạn ngủ dậy, bạn cũng làm y chang như những người chung quanh hồi xưa đó giờ làm, chẳng hạn như là trước hết là thức dậy rồi xong mà làm vội vã cái này, làm vội vã cái kia, làm vội vã cái nọ. Thì cái đứa bé bên trong nó sẽ phản ứng rất là kịch liệt. Thì từ đó là bắt nguồn là mình để ý là mình làm tất cả mọi thứ nó đều nhanh. Mà hồi đó mình cảm thấy rất là hãnh diện về cái vấn đề đó nha. Tại vì mình làm việc rất là effective, rất là giống như là chủ, boss rất là thích mình, là tại vì làm cái gì cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà cái nhanh đó
là bạn không biết đâu, là nó sẽ từ từ dẫn mình đến với cái chứng rối loạn lo âu. Mình không nói gặp chung hết nha, có nhiều người ta nhanh tự nhiên cũng không sao hết á, không có vấn đề về cái vấn đề gì hết, về ký ức tồi tệ hay cái gì hết. Nhưng mà đây cũng là bắt nguồn của cái anxiety. Và khi mà mình ignore, có nghĩa là mình không cho cái đứa bé cái sự quan tâm đó, thì cái triệu chứng càng ngày càng nặng. Thì mới những cái năm đầu tiên nó ập đến với mình thì triệu chứng nó cũng không đến nổi đâu, 1-2-3 triệu chứng thôi. Rồi năm này tháng nọ rồi nó tăng dần, bị cái này bị cái kia thì lên tới 5-10 triệu chứng, 20 triệu chứng, hết cái chuyện này cho tới chuyện kia. Thì cái đứa bé đó nó la làng cho đến khi nào có người quan tâm nó thì thôi. Quan tâm là như thế nào? Mình cứ tưởng tượng mình là một người cha hay là người mẹ của đứa bé đi. Thì buổi sáng thì mình nằm ôm ấp nó, mình nằm cho nó thời gian, mình nằm đó để mà cho cái cơ thể này bắt đầu và chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình mới, một ngày mới nó sẽ như thế nào. Cái điều đó là rất là quan trọng nhé. Thay đổi cái cách nhìn nhận tồi tệ và thay vào đó là cái đánh thức và chuyển đổi á, là nó cần giải quyết. Chẳng hạn như bây giờ mình đang nói về cái vấn đề là một cái triệu chứng đi. Khi cái triệu chứng đó nó trồi dậy thì cái đứa bé đó nó kết nối với mình và nó muốn cho mình biết là có một cái vấn đề, cái gốc á, rễ của một cái vấn đề nào đó. Thì cái điều mà mình bạn cần phải lắng xuống và ngồi suy nghĩ đó, và có thể một ngày một buổi sẽ không ra, nhưng mình phải tìm hiểu cái lý do từ đâu ra cái triệu chứng đó. Và đôi khi nó không phải là 1+1=2, nó không rõ ràng đâu. Nhưng mà từ từ mình ngồi yên và mình lắng xuống và mình cho mình nhiều thời gian ngồi yên lặng để suy nghĩ thì mình sẽ rốt cuộc tìm ra được là à, nó muốn kết nối với mình để cho mình hiểu được á, là ngày xa xưa đó có một lần mình bị cái gì đó, có một lần mình bị cả bỏ rơi, có một lần không ai nghe đến mình, có một lần mình rất là hoảng sợ không có người lớn kế bên cạnh. Đó là cũng là một trong những cái lý do. Khi mình biết cái gốc rễ rồi đó thì mình tự động mình sẽ biết cách chữa lành của nó. Cái thứ ba đó là mình phải dùng cái não bộ của một người lớn để mà giải quyết cái vấn đề, chứ không có dùng cái sự phản ứng của một cái cảm xúc của một đứa bé bên trong nữa. Có nghĩa đây là triệu chứng nó trồi dậy, nó nổi lên, đó là cái cảm xúc của đứa bé bên trong la làng lên. Nhưng mà cái cách mà mình phản ứng ấy, nói lên là mình là một cái người lớn và trưởng thành. Thì bây giờ bạn đã nghe những clip này, bạn đã nghe những bác sĩ tâm lý, bạn đã đi tìm hiểu rồi thì bạn biết những cái đó là những cái mà gọi là cái bộ não mình nó create, nó sáng lập ra cái điều đó, chứ nó không phải là một cái gì đó thực tế, là nó không phải là sự thật là như vậy. Thì mình phải dùng cái bộ não của người lớn để giải quyết cái vấn đề, chứ mình không có phản ứng theo cái đứa bé nữa, theo cái cảm xúc nó la làng, nó sợ cái mình la làng mình sợ theo, thì cái chuyện đó nó không bao giờ có một sự kết. Nói chung ở đây là về cái vấn đề tôn trọng. Mình tôn trọng đứa bé, mình tôn trọng bản thân mình, mình tôn trọng cái bệnh này luôn, mình ôm ấp và mình không ghét bỏ. Có thể là giống như là khi mà có cái giai đoạn mà mình quá chán nản với cái bệnh này á, mình nằm trong cái vai diễn của một cái người nạn nhân á, một cái người nạn nhân, tại sao chuyện này nó xảy ra với tôi á, rồi tôi không muốn cái chuyện này xảy ra trên người tôi muốn bỏ nó, tôi ghét nó, tôi không muốn cái sự tồn tại của nó. Khi mà mình phản ứng như vậy đó, mình sẽ không hết bệnh. Nhưng mà thay vì đó, mình suy nghĩ đi, những cái này á, cũng giống như mà một đứa con, một đứa bé của mình á, nó đang gào thét, nó đang lo lắng, nó đang la làng vì nó sợ hãi, vì nó không hiểu. Và là một người lớn, mình phải dùng bộ não của người lớn á, là mình giải thích cho nó biết, à, bạn có thể suy nghĩ cái khác, bạn có thể suy nghĩ tích cực hơn một chút xíu không? Không phải chuyện gì nó cũng phải là cuối cùng rồi á, thì end of the world, cuối cùng rồi á, là kết thúc của trái đất này, không phải. Hay là ngày tận cùng, không? Ngày cuối cùng của đời mình, không phải. Bây giờ mình phải hiểu á, là mình tin vào trực giác của mình. Nên thành ra cái lời khuyên rất là đơn giản, buổi sáng take time, buổi sáng nhẹ nhàng thôi, buổi sáng ngồi yên 15 phút, plan ra những cái gì đó tích cực, ghi xuống nhật ký, meditate là thiền định, yên lặng thôi. Rồi bạn làm riết là bạn sẽ cảm thấy là à, từ từ cái đứa bé nó khoan, nó sẽ bớt la làng, nó sẽ bớt phản ứng, tại vì nó thấy mình quan tâm đến nó rồi. Và mình phải tin tưởng vào cái gọi là intuition của mình, là cái giác quan á.
mình có một cái trực giác, cái niềm tin trực giác. Ở đây là như vậy, đa phần á, khi mà mình suy nghĩ về một việc gì đó, thì chẳng hạn như mình đi mua kem đi, thì nó có mười mấy hai chục loại kem, nhưng mà mình ngồi mình phân tích nha, sô-cô-la không tốt, rainbow cũng không tốt, ăn hazelnut thì nó sẽ bị khô cổ, hay là cái này cái nọ cái kia. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, thật sự á, cái quyết định đầu tiên của bạn khi bạn tới cái tiệm kem đó mới là quyết định của trực giác, và cái quyết định đó mới là đúng đắn nhất. Nhưng mà con người mình thích dùng cái bộ não để mà phân tích ABC, làm này làm kia làm nọ, mình phải phân tích cái nào cho tốt và toàn vẹn nhất. Nhưng mà thật sự ra những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà tâm lý, những cái người mà thành công á, trong cuộc sống á, đa phần á, là họ dùng cái trực giác của họ. Vì mình là bác sĩ của mình, chính bản thân mình, và mình là người cha, người mẹ của đứa bé bên trong của mình. Mình phải theo cái trực giác và tin tưởng vào cái trực giác đó để mà giải quyết cái vấn đề của mình. Đó là rối loạn lo âu. Nên bây giờ đối với Ly á, thì Ly hiểu ra được một điều nè, là không có cái gì trên đời này gọi là tốt hoặc xấu cả. Tất cả những thứ nó đều đang xảy ra như nó đang là. Thì mình hồi đó mình không có hiểu là sống trong hiện tại là như thế nào. Ủa, tôi đang sống trong hiện tại mà. Không, mình sống trong hiện tại, nhưng mà cái não mình á, thường thường đi về quá khứ. Hôm qua làm cái gì, hồi đó người này làm tổn thương mình, 10 năm về trước người đó làm tổn thương mình, 9 tháng về trước chuyện đó xảy ra với mình. Và nó ghi vào cái bộ nhớ, nó gọi cái memory, và nó làm ra cái depression, có nghĩa là trầm cảm. Khi mà mình sống trong quá khứ nhiều quá, đó là bệnh trầm cảm. Nhưng mà khi mà mình hướng về tương lai á, mà chưa đến á, nhiều quá, thì mình đã sống trong lo âu. Đang làm suy nghĩ, ô không biết ngày mai có bị mất việc hay không, tôi phải làm cái gì để mà giữ vững những công việc này. Có càng nhiều, sợ mất càng nhiều. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mà mình đang sống trong hiện tại, mình có đang hít thở hay không. Đôi khi cái bệnh này nó rất là helpful, nó rất là nó đồng hành với Lê, rất là, nói chung là một cái điều làm rất là may mắn cho mình, vì mình sẽ nó bắt buộc mình đi về với cái hiện tại của mình. Tôi đang thở, ví dụ như bây giờ tôi đang choáng đi, tại vì hơi thở mình gấp rút nên mình choáng. Thì bây giờ cách mà mình làm sao để giải quyết cái vấn đề này, mình biết mình đang hít thở, mình quay về hơi thở, đó là mình đang quay về hiện tại, in the now. Nên thành ra cái đó là hiện tại, là rất là, nó gọi là hiện tại là mạnh, powerful, là sức mạnh. Đừng sống trong quá khứ, chuyện nó đã qua rồi là nó đã qua, không có suy nghĩ nữa. Và những cái gì nó chưa tới á, đừng có lo, tại vì những cái chuyện mà bạn lo nó tới thì nó tới, mà nó không tới thì nó sẽ không tới. Nên thành ra đó, đôi khi á, mình lo không làm gì được cả. Bây giờ một cái câu chuyện này có thật nè. Một người bạn mình đi mua nhà, cái này bên Úc nha. Và người bạn mình á, ngồi đó cứ lo lắng hoài, tại vì nói trời, ta đi đấu nhà, đấu giá nhà, mà bây giờ cái nhà này cả triệu đô, mà thật sự ra ta chưa có đủ cái tiền deposit để mà mua cái nhà này, chưa có đủ cái tiền mà để đưa vào á, cái mà nó còn đi đấu giá nữa chứ. Đấu giá là mình cứ đấu cái giá rồi mình giơ tay lên, rồi cái mình giơ tay là mình phải đưa cái 10% hay 20% gì của giá trị căn nhà rồi cho người ta giữ. Mà cái vấn đề đây á, là thí dụ như 1 triệu đi, mà bạn đưa tay lên thì bạn phải trả 100 ngàn trước, 900 ngàn còn lại bạn phải đi mượn ngân hàng. Thì bạn này bán về á, bạn cứ lo lắng hoài à. Bây giờ không biết là ngân hàng có cho mình mượn cái 900 ngàn đó hay không, mà trong khi đó tao đã đấu giá, đã trả trước 100 ngàn rồi. Tự nhiên á, mình bỏ mình vô cái tình thế là giống như lo rồi rối loạn, bạn ấy cũng bị rối loạn lo âu nữa. Cái mình mới nói là không sao hết. Đối với bản thân của mình đã trải qua đó, trải nghiệm á, cái ngân hàng này đó, đối với họ đó 900 ngàn á là bình thường. Cái cơ hội xác suất thắng á là 99% nhé. Nên em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi và ngủ. Tại vì 2 ngày nữa là ngân hàng sẽ trở về và nói với em là được rồi, cái này là mình đã trải qua và mình đã mượn được rồi, không sao hết. Bạn đấy nói, ồ vậy hả, ồ vậy thôi, vậy chắc giờ em thấy nghe vậy em thấy an toàn hơn rồi, chắc em không có mất 100 ngàn đó đâu ha. Rồi bạn ấy bình thường, 2 ngày sau y như rằng là cái ngân hàng họ trở về, họ nói ok cho bạn mượn 900 ngàn. Bạn ấy vui mừng hết lớn luôn. Bạn ấy gọi điện thoại nói, ồ Ly hay quá, tại vì á em á được mượn 900 ngàn rồi, bây giờ mình mua được căn nhà đó. Sao mà Ly hay quá vậy? Nói à, ồ bữa đó Ly không có hay, mà Ly cũng nói xạo với em thôi. Tại vì cái vấn đề đây nè, cho dù em ngồi đó em lo lắng, cái chuyện ngân hàng cho em mượn thì nó sẽ cho em mượn rồi. Thấy không? Bây giờ em nghĩ coi, 2 ngày rồi mà không nói với em những cái câu đó, thì thật chất ra là em phải bỏ ra 2 ngày để mà lo lắng, đúng không? Còn bây giờ em không cần phải lo lắng 2 ngày, vì cái niềm tin á
là em đã mượn được rồi. Thì mới vỡ lẽ ra là à, thì ra mình đã cứu vớt bạn ấy 2 ngày khỏi lo lắng. Chứ thật sự ra mình cũng không có biết là bạn ấy có được mượn hay không. Thì cái câu chuyện này nói lên ngụ ý gì? Nói lên là thật sự ra đó, cái sự lo lắng của bạn đôi khi đó, nó rất là vô thừa, giống như là thừa đó. Nó không có một cái sự cần thiết, nó không có ở trong trọng. Qua những cái bài học nho nhỏ như vậy đó, mình nghiệm ra được cái cách mình suy nghĩ, cái lối sống, cái cách suy nghĩ, cái lối suy nghĩ của mình nó rất là quan trọng. Một là bạn có thể sống như vậy, hai là bạn có thể sống như vậy. Tích cực hay tiêu cực là do chính mình quyết định thôi. Thì nếu như mà Ly làm được thì tất cả mọi người đều làm được. Nên thành ra các bạn cứ, nếu mà thích á, thì cứ bấm vào nút like và subscribe, và mình sẽ theo dõi những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.